Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 16 tháng 11 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ.